Chào Siêu, mình sẽ học tiếp bài nghe của bài 1 ha. Hôm nay mình sẽ học phần parum. Các bạn nhớ trang 20 ra. Thì trước theo khi mà học phần parum ấy, thì mình sẽ ôn lại bài cũ. Khi học liên âm là trong cái phần môn viết, cô đã dạy cho các bạn phần liên âm. Bạn nào còn nhớ không? Liên âm. Mình sẽ có hai cách liên, một cách là liên xuôi, một cách là liên ngược. Khi mà bắt chim gặp nguyên âm liền kề, đúng chưa? Thứ nhất bắt chim, các bạn sẽ gặp nguyên âm liền kề, hay nói cách khác là gặp y ưng đấy, thì bạn sẽ luyến bắt chim lên làm phụ âm của âm âm đó, ok, âm liền kề này nè, đúng chưa? Đó là cách luyến thứ nhất. Cách luyến thứ hai chính là luyến ngược. Khi mà từ từ đầu không có bắt chim, bắt chim, nhưng từ sau sẽ bắt đầu bằng bắt bắt đầu. Âm căng hoặc là âm bật hơi thì ta sẽ liếng ngược lại, âm bật hơi thì ta sẽ liếng ngược lại. Các bạn nhớ ha. Đây là kiến thức cũ cô nhắc lại, nên bạn nào mà bị quên á thì có thể trở về môn viết cái phần bản sau khi học bản bắt chim ấy, thì cô có chỉ rồi, cô chỉ rất là chi tiết. Hôm nay cái phần pha rưng của bài 1 này mình sẽ luyện về cái điều đó. Mình sẽ luyện về điều đó. Câu 1 nha, các bạn dở trang 20 nha. Sai được cô. Ta đã hát xèo. Con này quen rồi, dạ. Nghe kỹ và đọc theo. Ở đây các bạn sẽ thấy giống như khi mà nói về luyến âm á, cô con đã nói rồi, theo lý thuyết á thì các bạn sẽ luyến lên hết, nhưng theo thực tế á, thì vẫn có giữ lại và vẫn có luyến lên, đúng chưa? Nên han cúc thì mình sẽ phát âm là han cúc cọt kỳ gió, gặp nguyên âm liền kề là nguyên âm a này. Cái này được gọi là luyến xuôi, đúng chưa? Bắt chim kia giáp gặp nguyên âm liền kề nguyên âm a, mình sẽ luyến lên, đó là han của cò. Trừ chỉ có một cái âm duy nhất là âm ri là mình luyến lên hẳn luôn, còn những cái âm còn lại thì mình sẽ giữ và vẫn luyến, nghe chưa? Số 2 thì bắt chim mi âm mình sẽ gặp nguyên âm liền kề chính là nguyên âm a, đúng chưa? Mình sẽ luyến lên. Số 3 bắt chim mi âm mình gặp nguyên âm liền kề là nguyên âm y. Số 4, bắt chim kỳ gió mình gặp nguyên âm liền kề là nguyên âm ê, mình sẽ tiến lên là kề so nhỉ. Số 5, choa dồ. Cô cũng nói rồi, nếu mà bắt chim hi ích mà gặp nguyên âm thì hi ích là âm câm nên không có lý, nên là choa dồ. Và số 6 là mạnh nay dồ. Và niên hi ích thì phát âm là niên, hi ích gặp nguyên âm sẽ không có phát âm ra nên vẫn là âm câm, nên luyến thì vẫn là luyến niên. À, để nha. Rồi, mình đọc một lần rồi sau bây giờ mình sẽ nghe file nha. Han cu cò. Âm mạc. Irimi. Mi cu kê so. Choi. Mán này. Bây giờ mình sẽ nghe file. Barım. 1번. 잘 듣고 따라하세요. 1. 한국어. 한국어. 2. 음악. 음악. 3. 이름이. 이름이. 4. 미국에서. 미국에서. 5. 좋아요. 좋아요. 6. 많아요. 많아요. Về nhà công việc của các bạn là phải bỏ bài ra, nghe đi nghe lại phát âm theo. Ok chưa? Mình sẽ qua phần số 2. Tại tục cô.
빠르게 발음한 것을 도시를 하세요. Cách đọc thì cô đã chỉ rồi ha. Dấu tích này chính đọc là Pusi. Nghe kỹ. Haruke parum han gọi C. Đánh vào Pusi rư hoa xèo. Đánh dấu tích vào cái phát âm đúng. Âm đúng à. Chai tục cô Haruke parum han gọi C. Pusi rư hoa xèo. Bạn hãy nghe kỹ và đánh dấu tích vào phần phát âm đúng. Parum là danh từ, sự phát âm, nhưng paramhata là động từ phát âm, nhớ nha. Rồi bây giờ nhớ cho cô, khi mà đánh cái này á là phải đánh theo lý thuyết, có nghĩa là luyến lên hẳn luôn. Có lẽ là các bạn sẽ nghe nó vẫn còn giữ, nhưng mà khi bạn đánh mà vẫn còn giữ lại á thì nó sẽ là sai theo mặt lý thuyết. Nên khi đánh này à là sẽ đánh lý thuyết, nên các bạn sẽ luyến lên hẳn luôn cho cô nha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe file rồi mình chọn đáp án cho cô. 2번. 잘 듣고 바르게 발음한 것에 표시를 하세요. 1. 한국어. 한국어. 2. 음악. 음악. 3. 이름이. 이름이. 4. 많아요. 많아요. Các bạn đọc đáp án cho cô nghe thử coi. Câu 1. Dạ, đáp án dưới Hankuko. Đọc là Hankuko, nhưng mà khi mà chọn đáp án thì vẫn phải chọn là Hankuko. Thế số 2. Thế nó hơi kỳ đúng không? Đọc một chuyện nhưng mà là chọn đáp án một chuyện. Thì vì sao? Vì đây là lý thuyết. Đây là lý do tại sao mà học với hành nó lại khác nhau một tí. Và các bạn ra các bạn nghe không được, nếu các bạn đọc là hanh cu co thì người ta nghe người ta sẽ cảm thấy rất là quậy. Hoặc là thay vì đọc là pha bơi hay là pha bơi thì người ta nghe không ra luôn, có những áo thì người ta sẽ không nghe ra luôn ha. Nên là các bạn để ý cho cô. Đây, ở đây câu 2 sẽ chọn là ư mà, đúng chưa? Ư mà đấy, nhưng mà phát âm này là ư mà, ư mà. Khi mà nó giữ ở dưới á, thì sẽ là sẽ nhẹ hơn so với bình thường một tí, có nghĩa là các bạn giảm lực khoảng 80%, 80% lực đấy không. Và số 3, irumi, irumi, nhưng khi phát âm nó là irumi, à, nghe cảm giác nó nhẹ hơn đúng chưa. Số 4, số 4 sẽ là gì? Manayo, manayo. Đó là mảnh này ạ. Nhưng mà khi mình chọn cái phát âm như vậy mình vẫn chọn là manayo cho cô ha. Rồi tiếp phần 3. Phần 3. Tự cô ta ra ha xèo. Câu này sẽ là nghe và đọc theo. Nhưng mà mình sẽ dịch mấy câu này ra coi người ta nói cái gì ha. Câu 1. Irumi muiyo chính là bạn tên gì? Miku keso wasoyo. Tôi đến từ từ Mỹ. Hankuko ka chemisoyo. Cái câu 3 này là cấu trúc, chính là danh từ đi với ika, đi với một tính từ và cộng với đuôi câu, đúng chưa? Đuôi vô. Cộng với đuôi vô. Các bạn sẽ thấy không chưa? Đấy, cộng với đuôi vô. Tính từ cộng với đuôi, chia đuôi câu là đuôi ao, vô đấy. Nên mình sẽ nói là Hankuko ka chemisoyo. Khi cái này thì mình sẽ viết danh từ trước. Tiếng Hàn rất là hay. Có nhiều bạn sẽ dành là thú vị, tại vì chemi ta chia cho từ điển chứ là thú vị, nhưng mà có ít dịch thú vị là cô dịch sẽ là hay, tùy theo hoàn cảnh mà cô dịch cái chemi ta này. Giả sử nó là
Jamie Tà mà nói về tính cách con người thì cô sẽ dịch là vui tính, còn cô sẽ không dịch là thú vị, tại vì người khi mà bạn đó là người đó có cái tính cách thú vị lắm thì cảm giác đó hơi tiêu cực tí tí. Thú vị có nghĩa là kiểu hơi dễ dở và hơi tưng tửng. Mỗi người sẽ có một cái cảm giác về ngôn ngữ khác nhau ha, kể cả tiếng Việt cũng như thế, có thể là khi mà cô nghe cái từ đó cô sẽ cảm giác như vậy, còn các bạn thì không, nên là cô sẽ không không xài, nên là cô sẽ đổi thành vui tính. Và giả sử như tiếng tiếng Hàn thì cô cũng nói là tiếng Hàn hay, chứ cô không có nói là tiếng Hàn thú vị. Thú vị đối với cô thì nó phải có gì đó, chút gì đó phiêu lưu và mạo hiểm thì cô mới gọi là thú vị đấy. Nên cô dịch cái câu này là tiếng Hàn rất là hay. Hàn Quốc ưng mà cái trial câu 4 cũng là dùng câu trước này luôn, danh từ y ca cộng với một tính từ, ở đây là chuột thà nha, không phải choa ha tà. Choa ha tà sẽ là thích và đó là động từ, còn chuột thà choa rồi nè sẽ là tính từ, nên vẫn là Hàn Quốc ưng mà là nhạc Hàn rất là hay. Cô sẽ dành hai chỗ này. Choa yo nó sẽ có rất là nhiều ngữ nghĩa, có thể là ok, hỏi là nô lọc hành lễ đi chơi không, nè choa, được cũng được, đáp bằng cái định như vậy, nè choa yo, ok, thì bạn sẽ dịch được như vậy. Choa yo nó rất là nhiều ngữ cảnh, nên tùy theo câu mà có thể dịch nè. Nhạc thì cô sẽ dịch là nhạc hay. Rồi mình sẽ bắt đầu nghe nha.3번. 듣고 따라하세요. 1. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 2. 미국에서 왔어요. 미국에서 왔어요. 3. 한국어가 재미있어요. 한국어가 재미있어요. 4. 한국 음악이 좋아요. 한국 음악이 좋아요. Vậy nha, các bạn cố gắng mở những cái file này lên nghe nhiều nhất có thể cho cô nha. Nhớ nhất và nhiều nhất có thể. Mình sẽ dở trên trang 21 qua phần Hoài Tùng. Hoài Tùng. Hoài Tùng này sẽ là, khi bạn dịch ra chữ Hoài Tùng này có nghĩa là hoạt động. Nhưng mà cái phần này chính là phần mở rộng. Phần mở rộng để giúp sau này các bạn lên cuốn 2, các bạn nghe nó sẽ dễ hơn. Vì cái Hoài Tùng này nó sẽ đọc nhanh hơn so với cái bài của mình một tí. Và có bài thì nó ngắn, có bài thì nó dài. Tùy bài ha. Có bài là mấy bạn nghe mất mùa luôn. Nên là mình cố gắng mình học, mình nghe từ từ từ, nghe nhiều lần, nghe hoài thì nó cũng sẽ nghe được. Đối với cô là học ngôn ngữ chỉ có một cách đơn giản thôi, là học hoài. Học bài đó hoài đến chừng nào mà mình nghe được, mình nói được, mình hiểu được thì mới qua. Đó là cô như vậy ha. Cái phần này sẽ là một là title cô. Ai mà xin gọi sư? Nhân cơ ra gì ạ? Câu này quen quen rồi ha, bạn nào dịch cho cô vậy? Đúng rồi. Thầy từ cô nghe kỹ. Ai mà xin gọi sư? Nhân cơ ra gì ạ? Nói các câu đúng là với nhau. Thầy từ cô ai mà xin gọi sư? Nhân cơ ra gì ạ? Bạn hãy nghe kỹ và nói các câu đúng là với nhau. Ở đây có bốn nhân vật và có bốn cái tên cộng với bốn quốc tịch. Các bạn sẽ chọn nghe đọc xem bức hình số 1 sẽ nói với tên nào và quốc tịch nào nha. Bây giờ mình sẽ làm bài nghe.활동 1번 잘 듣고 알맞은 것을 연결하세요. 1. 안녕하세요.
저는 모하메드예요. 파키스탄에서 왔어요. 2. 안녕하세요. 저는 나오코예요. 일본에서 왔어요. 3. 안녕하세요. 저는 왕영이에요. 중국에서 왔어요. 4. 안녕하세요. 저는 한스예요. 독일에서 왔어요. 다시 들으세요. 1. 안녕하세요. 저는 모하메드예요. 파키스탄에서 왔어요. 2. 안녕하세요. 저는 나오코예요. 일본에서 왔어요. 3. 안녕하세요. 저는 왕영이에요. 중국에서 왔어요. 4. 안녕하세요. 저는 한스예요. 독일에서 왔어요. mình nghe được hết chưa? Nếu mình nghe được hết đâu? Hồi nãy cô nói rồi, đúng chưa? Khi mà học nghe cô nói rồi, khi các bạn chuẩn bị nghe, các bạn hãy đọc những cái tên, những quốc tình này lên đi. Khi mà ta miệng các bạn đọc tai, các bạn mới nghe quen lần đầu tiên và nó sẽ dễ nghe hơn. Quang Dông, Mohammed, Hans, Naoko, Hokkil, Trung Quốc, Ilbon, Pakistan. Ở đây người ta không đọc là Pakistan, cái quá là cái chữ S trong tiếng Anh đưa qua thường là chữ sư của tiếng Hàn, nhưng mà nó đọc sẽ nhanh đó, Pakistan. Đấy, nó sẽ đọc như thế, nên đây là lý do bạn nghe cái chữ này nó hơi khó nè. Yeah. Câu 1 sẽ ứng với Mohammed. Và quốc tịch sẽ là Pakistan. Ghi là sẽ là Pakistan, nhưng phát âm sẽ là Pakistan. Để các bạn sẽ tập quen dần ha. Tiếp số 2 sẽ là Naoko và quốc tịch sẽ là Ilbon, Nhật Bản. Số 3, Quang Dân sẽ là Trung Quốc. Số 4, Hans và Hokkil. Hokkil là nước nào? Đúng rồi, nước Đức. Pakistan, chính là nước Pakistan đấy. Nha, Pakistan đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần bài dịch của phần hai tô nha. Cái bài pha rum á, thì không có cái gì hết. Nếu bạn chọn nút đáp án, đọc theo thôi, chứ không có gì hết. Phần hai tô, thì bây giờ mình sẽ qua đọc và dịch cái phần hai tô này ha. Câu 1. Annyeonghaseyo. Chào bạn. Chào는 Mohammed이에요. Tôi là Mohammed. Pakistan에서 왔어요. Tôi đến từ Pakistan. Annyeonghaseyo. Chào bạn. Chào는 Naoko이에요. Tôi là Naoko. Ilbon에서 왔어요. Tôi đến từ Nhật Bản. Annyeonghaseyo. Chào bạn. Chào는 Wangyeong이에요. Tôi là Wangyeong. Trung Quốc에서 왔어요. Tôi đến từ Trung Quốc. 안녕하세요. Chào bạn. 저는 한스예요. Tôi là Hans. 독일에서 왔어요. Tôi đến từ nước Đức. Đây là cái bài của mình nha. Cái phần 2 nhỏ. 여러분의 주변 사람들과 인사해보세요. Các bạn hãy thử chào hỏi những người xung quanh của các bạn. 그 사람 이름이 뭐예요? Tên người đó là gì? 어디에서 왔어요? Người đó đến từ đâu? 들은 것을 메모해보세요. Các bạn hãy note lại những cái gì mà bạn đã nghe. Có nghĩa là bạn hỏi người ta trả lời. Bạn nghe được gì là bạn note vào đây. Về nhà cái này là luyện cho mình luyện nói thêm. Tất cả những file nghe ở đây gồm có tới 16 cái file nghe. Nên các bạn hãy cố gắng nghe, muốn nghe mà mình chỉ nghe thôi. Còn muốn nói thì mình sẽ nói nhiều, đúng chưa? Muốn viết thì mình tập trung vô học viết. Và môn ngữ pháp thì tập trung vô học ngữ pháp. Mỗi môn nó có một cái lợi thế riêng. Nên cô mong là các bạn, mỗi môn các bạn sẽ học chăm chỉ nhất có thể.
Và khi các bạn đi tới những cái buổi như thế này thì bạn cũng đã viết được những cái câu đơn giản rồi. Và hãy tập nói đi, tập phản xạ. Nói một mình cũng được, nhìn vô gương nói cũng được, đi ra ngoài gặp ai đó nói cũng được. Và hãy cố tự tin lên. Vì các bạn tự tin chiếm 50% các bạn thành công rồi. Còn 50% còn lại chính là vừa vô sự nỗ lực. Cái phần trăm mà được gọi là năng khiếu các bạn, nó chiếm có vài phần trăm thôi, 1-2% thôi, cái đó không có đáng kể. Quan trọng là bạn tự tin và bạn siêng năng. Ok nha, mình học tới đây, mình nghỉ.